mày bớt xàm đi, tao mới là thằng mỏi nè. Còn mày á, mày mới là thằng sướng nhất á. Mày nhìn tao đứng, tao mỏi muốn chết đi nè. Còn mày nữa, mày mới là thằng sướng nhất á. Mày ngồi trên vai anh kia mày còn nói nữa hả? Tụi nhóc con này chơi bằng ống tre ống trúc sao mà được, phải như tôi nè, chơi bằng hộp nè. Ghê không thôi, mở đi mở đi, ngồi ở đây để tôi mở cho mọi người coi. Nè. Trời ơi, cha nội ơi, mở sao? Lên là được rồi. Làm mất thời gian của tụi tôi nửa tiếng đồng hồ à. Wow. Ồ, thấy bự chưa? Gì? Trời ơi, ông nội ơi là ông nội. Cái ghế này là chỉ đậu rập xong mà lăn bột chấm. Chấm đậu phộng ăn thôi. Chứ ghế này có đá được đâu. Gì? Thì bây giờ cuộc thi đá vé xin phép bắt đầu. Con dế trong là con dế thân, cùng gặp nhau hai bên sọt kè.